Sao bán con gì đi? Bán con gì đi? Bán con này phun xấu gửi. Bao tiền? Em mới bảo là em mới đi thi xong phát về bán máy mua máy mới luôn. Em bán bao tiền? Bây giờ là đang reset để xem tình trạng làm sao. Chưa biết anh. Gì đâu? Em đã mở đâu? Em có sáu à? Quốc tế đâu em? Em không biết đâu. Không biết đâu quốc tế thì có lắp xin được không? Lắp thì không lắp xin được cái còn này 5 lít. Không thì đi xin xét này rồi đồ vỡ kính này, ủi vỡ kính này nữa này, thì con này chắc máy bay bán rồi, thôi mua 400 thì nó vỡ kính em hiểu chưa? Nhưng mà vỡ kính chỉ nhìn vỡ kính, đấy em cứ xem bán được thì bán, nó vỡ kính này, đây đây là treo này, con này nếu mà máy mà máy bay bán ấy, giấy xét nó sẽ treo, bán thì mua 400 xong kèo. Đang nhập bán thôi. Aston này thôi. Làm gì đấy? Ừ. Mai mát. Mai mát. Đang nhập Aston này thôi. Thôi sửa gì đấy? Em đang lên phòng. Đang chi xét à? Con này đầu tiên sợ đang xử lý kỳ xử lý tối. Anh xin dương sau một làm việc thì hai bạn đấy đã chốt con này với giá là 500.000 anh em nhé. 500.000 thì mình xin phép bán cho bọn 600.000. Con này là máy lốc nhá, máy này máy lốc lên quốc tế này. Sức tích kính thôi nhưng mà dán cường lực phun màn vào thì đỡ lộ đấy anh em ạ. Con này bán cho bà con 600.000 nhá, lãi đúng 100.000 thôi anh em ạ. Đây xem này, con này là máy nhá, máy lốc nhá, con lên quốc tế. Màn thì màn lô ép kính, chưa ép kính nhá. Nhưng mình kỹ xem. Đấy pin 100 anh em nào xem được thì múc nhá. Con này mình bán 600.000 này con 6 nhá. Con này nắp sim đầy đủ anh em nhé, máy xuất tích kính anh em xem. Nếu mà dán cường lực phun màn vào thì sẽ đỡ. Đây là con nữa đây, con này con iPhone 6 này mình bán 1.2 đầy đủ vân tay thôi. Hiện tại nó đang mất dung, tí là mình sẽ chỉnh dung mình chỉnh sau nhá này. Nhưng còn là lỗi mình đang thao sẵn là mình chưa nắp vào. Đây con này con 7 bypass này. Con này máy không nắp được sim nhá. Đây 7 đây, nhìn xem. Đang hết pin, mình đang test thử. Mình bán cho bà con 1.2 iPhone 7 không nắp sim này. Con iPhone 7 này nắp sim đầy đủ này. Đấy. Mình đang test thử xem chức năng lỗi gì không. Nếu mình con này không lỗi gì mình sẽ bán 2.5 triệu nhá, iPhone 7 này anh em xem. Đấy. Tiếp theo là con 6S này này, 6S này là mình chưa biết bao nhiêu, tí là mình xem đã kiểm tra. Đấy mình toàn mua máy cũ các bạn thôi. Nhưng mà mỗi cái máy cũ mình mua về mình sẽ test cực kỳ kỹ. Đấy, xin lỗi làm gì mình sẽ loại ra, mình sẽ sửa chữa xong mình bán xong mình sẽ bảo hành cho bà con nhá. Đấy, mấy con này đây. Hôm nay anh em có kiểu gì thơm không nhỉ? Gì đấy em? Kiểu gì đấy? Đây của bố. Thế thì tôi lấy. Tôi lấy nhá. Bữa trước chưa để một con 7 ở đây đúng không? Vâng. Con này bị sao nhỉ? Bị dưới nước à? Nhưng lên bình thường mà mất dung. Nhưng mà không, nó còn là nút bị sao nhỉ? Lên táo này sập em. Ừ, thế thì để lên kiểm tra nhá. Thì sao? Anh chẳng biết bị lỗi gì, anh thấy mà tôi mới lên mà. Nhưng mất dung. Nhá. Đâu con này bị cảm ứng tí xem nhá. Mai đấy. Ok. Chả mới chia cái gì, xem có kèo gì lên cho bà con đi. Ok, xin chào bà con đã trở lại với DG Apple TV. Hôm nay mình sẽ rất nhiều kèo cho bà con này. Đức làm gì, cô giật rồi. Anh thì cười một điệu cười sáng khoái anh em bà con xem nào. Hôm nay mệt đúng không? Để em quay lúc video đó. 6S Plus 16GB tài khoản ẩn để cho bà con là 1 củ 6. 1 triệu 6 iPhone 6S Plus. Máy zin. Đúng rồi, Benzin màn zin. Tài khoản ẩn, nói chung là không reset được đúng không? Reset thì mình vẫn có thể mình active được. Full chức năng nhá. Đầy đủ vân tay. Vân tay đầy đủ. Cam anh chụp cho người ta xem. Ui giời, nói chung là led đèn lẹt luôn. Cho xem cam nào. Đây. Ui cam nét, cam trước xem nào. Ừ, cam trước luôn, led đèn luôn. Anh cười okay, phát rồi. Ok, uy tín. Anh cười xem nét nào. Được, ok được. Nha. Chốt. Đây con này bao nhiêu? 1.6 triệu à? Con này 1.6 triệu. Rồi, iPhone 6 Plus 1.6 triệu nhá. Con này tài khoản ẩn đầy đủ chức năng luôn, vân tay đầy đủ máy zin nhá. 1.6 triệu này anh em này. Con này là con 6 Plus. Mùi giời, vỏ đẹp thôi rồi luôn. Bài bát để cho bà con là 900.000. 900.000, 6 Plus bài bát, không lắp sim. Không lắp sim. Rồi, đầy đủ chức năng. Mất vân tay đúng không? Đúng rồi, mất vân tay. Chung cần gì vân tay đúng không? Máy là giá đấy, cần gì vân tay 900.000 iPhone 6 Plus. 6S lốc nên đã lên quốc tế rồi nha. Máy zin rất đẹp đẹp luôn để cho bà con là 1.5 triệu. Bao nhiêu ghi? Con này thì nói chung là con này vừa nãy mình cậy cái lắp lưng con đấy thì tay vẫn bẩn này. Để xem kiểm tra nào. 32GB luôn. À bao tiền? Chất luôn, 1.5 củ. 1.5 triệu iPhone 6S đầy đủ vân tay. Đầy đủ. Đây. 1.5 triệu, ok.
Hay đấy nhỉ, hôm nay anh chi lắm, kèo dẻo phết nhỉ. Nhiều chứ. Chắc lâu ngày không lên kèo nên. Đúng rồi, lâu quá nên không lên sóng. Ừ. Con này là con 6S. Rồi. Bài bát. Vân tay đầy đủ. Bao tiền? 64GB. 900.000. Sao anh bán rẻ thế? Rẻ. Sao anh bán rẻ thế? Mình thích. 6S, mình thích. 6S 64GB đầy đủ vân tay. 900.000. 900.000, 64GB. Quá rẻ. Được. Mình thích. Mình thích. Bán luôn con đang live stream đây luôn. Con gì đây? 6S 16GB mất vân tay. Bao nhiêu GB? 16GB mất vân tay. Bao tiền? Để cho vào con 1.4 triệu. Sao rẻ thế? Mình thích. À, mình thích à? Ừ, đợt, đợt. Okay. Anh em nào cần mua máy của anh Chi Làm tao chất tí mình sẽ áp điện thoại nhá. Ok. 0383882883 số điện thoại của anh Chi Làm tao chất nhá. Đây này, những máy của anh đây đây. Đấy, anh em xem kết được con nào thì múc nhá. Sao hôm nay trống kêu gì không nào? Xin chào tất cả mọi người nhá. Cái gì thế này? Máy. Sao là máy thế? Ui trời ơi. Nhiều à. Săn máy rẻ thôi anh em. Đây là con năm quốc tế nhá. Rồi, năm quốc tế tình trạng. Tình trạng là hiện tại máy đang hết pin, chưa sao được. Đấy, máy ngon zin luôn rồi. Để cho anh em trên livestream là trên YouTube là 450k nhá. Rẻ thế. Màn bình thường. Màn bình thường. Màn zin. 450.000 iPhone 5 thường này anh em này. Một thời huyền thoại chỉ 450.000, quá rẻ anh em ạ. Chốt. Con này tiếp tục. Đây nhá. Cứ tả đi. Con này là 6 quốc tế. Rồi. 16GB. Rồi. Máy zin thép. Rồi. Vân nhạy. Hình thức đây. Hình thức quá đẹp luôn. Bao tiền? Đã cho anh em là 1 triệu 3 nhá. 1 triệu 3 iPhone 6 quốc tế đầy đủ vân tay. Máy 16GB. Em xin anh chỉ làm tao chất 5 phút đừng nói gì cả để em đang quay video nhá. Con này là 1 triệu 3 đúng không? Ok nhá. 1 triệu 3 iPhone 6 thường. Tiếp tục. Con này là 7G lock nhá. 32GB. Vân nhạy. Đất nhẹ kính. Bao tiền? Để cho anh em với tình trạng như thế này là 1.850.000. iPhone 7 lên quốc tế đi. Lên quốc tế. Mà không màn hình gì đây? Mà không màn hình là không hết. Không hết đúng không? Ui dồi, máy zin đúng không? Máy zin. 1.850.000 iPhone 7. Quá rẻ so với quy định. Sức kính mà kính anh em đi ép hết 100% nữa, 150 nữa. Giá ok đấy. Giá cảm thấy là ổn đấy, ổn áp đấy. Đây là 1.850.000. Vâng. Xong kèo. Đấy, anh em đây là kèo của trường nhá. Tí mình sẽ áp số của trường lên thì anh em nào kết thì mua trực tiếp của trường nhá. Tiếp tục con gì này? Con này là 6 bài bát. 64GB. Rồi. Mất vân. Bao để, tiền? Để cho anh em là 750k. 64GB. 64GB. Màn zin. Màn zin. Con này hình như là hôm qua thằng kia gửi về đúng không? Đúng. Con này con này em lâu rồi. 64GB iPhone 6 bài bát 64GB 750k. Anh em ngắm xem hình thức như thế đấy, anh em thích thì chốt thôi chứ mình cũng không biết thế nào là đắt hay rẻ cả. Đây tiếp tục con gì nữa? Con này là con 6S quốc tế. Rồi. 6GB. Rồi. Cứ tả đi, tình trạng. Tình trạng vỏ hơi xấu một tí. Rồi. Máy zin chưa sửa luôn. Còn con không ngon thì bao tiền? Để cho anh em là 1.750.000. 1.750.000 6S đầy đủ vân tay, máy zin full chức năng nhá. Đấy anh em ngắm xem. Máy quốc tế nhá. Quốc tế. Đây anh em ngắm xem hình thức đây. Con này xem bản gì đã? Bản con này là phiên bản này là phiên bản LLA được đấy. Đấy, anh em ngắm đi. Tiếp tục con gì nữa? Con này ngắm là thế. Con 7 Bluetooth quốc tế. Rồi. 32GB. Tiếp. Máy zin. Rồi. Full chức năng. Rồi. Pin mới thay luôn. Bao tiền? Để cho anh em là 4 triệu mốt nhá. 4 triệu mốt iPhone 7 quốc tế 32GB máy màu hường nam tính. Máy zin điết đèn đẹp. Đây, nguyên tem luôn cơ. 4 triệu mốt. 4 triệu mốt. Rẻ. Nói chung là những con này mình cảm thấy rẻ anh em ạ. Anh em có tiền thì múc con này về thì nói chung là rẻ hơn được 500 đến 1 triệu so với mấy cửa hàng khác đấy anh em nhá. Tiếp tục con gì nào? Con này là 8 Bluetooth quốc tế. Tiếp bao tiền? Máy lại zin thép luôn. Bao tiền? Con này để cho anh em là 5 triệu 8 nhá. 5 triệu 8 iPhone 8 Bluetooth quốc tế zin thép 5 triệu 8. Hình thức thì tầm 95-96%. iPhone 8 Bluetooth 5 triệu 8 anh em ạ. Quá đẹp luôn, giá chất đấy. Đây anh em xem nhá. Tam lút này. Nói chung rẻ hơn chỗ cửa hàng khác cái tầm 1 triệu đấy anh em ạ. Tiếp tục con gì đây? Con này là con Sony cỏ. Sony cỏ, bao tiền? Con này để cho anh em về xem YouTube là 300.000. Sony 300.000. Ô dùng bình thường mà nhỉ? Dùng bình thường. Ô 300.000 con Sony được đấy nhá.
anh em này, nhìn xem này, Sony gì đấy nhỉ? Con này anh chẳng biết Sony gì cơ, đấy cổ rồi. C2350 cho đấy. Đúng không? À D2502. Con Sony này 300.000, anh em về có thể xem YouTube này, Facebook, Zalo vẫn lướt được. Vì nó đầy cổ, xem cam cam cũng được chụp bằng cái gì? Cam LED mà như máy ảnh luôn. Ừ. Chụp như máy ảnh đúng không? Như máy ảnh. Rồi, tiếp tục con gì nữa? Đây Sony anh em nhé, 300.000 thôi. Con này là con Vivo. Vivo gì đây? Vivo gì em không để ý đâu. Vivo V gì đây? Con này bao tiền? Con này để cho anh em là 700. Vivo chỉ có 700. RAM 4. RAM 4GB cơ? RAM 4GB. Thật Vivo một gì RAM 4GB này. Anh xem nó là thông tin nó hay là máy gì đấy cơ. Con này lướt kính này. Vivo lướt kính pin vàng loa to. Giới thiệu tại đây Vivo đây, Vivo i1610 gì? 1601 à. RAM 4. Đây anh em cứ nhìn mạng xem nó là Vivo gì anh em tự trách nhá. Con gì được không? Hết rồi. Sao lắm nhỉ? Hôm nay còn gì không? Hôm nay em cố gắng được mấy kèo ngâm bồi sẻ cho bà con đây. Kèo thế này, bán thế này, nhiều người chọn, không biết thế nào mà chọn. Đúng rồi, đầu tiên thì đây là con 6 Plus, tài khoản ẩn. Rồi. Đấy, vân tay đầy đủ luôn. Bao ghi? Con này 64GB. Rồi, bao tiền? Để cho bà con 1,5 triệu. 1,5 triệu. iPhone 6 Plus 64GB. Còn dính tài khoản này cả lao đúng không? Đây này. Xem mình kiểm tra đây, nê vân điển lên đây. Còn dính tài khoản này cả lao anh em nhé. 1,5 triệu, iPhone 6 Plus 64GB, quốc tế. Tiếp tục. Tiếp là con này là 6 Plus, bất vân, nhưng mà 64GB. Rồi. Đấy. Để cho bà con là 1,8 triệu thôi. 1,8 triệu. Bên gì mà dính hết. 6 Plus 64GB, 1,8 triệu. Ở phần tay, tiếp. Đấy, tiếp là con iPhone 7 ấy. Rồi. iPhone 7 thì nói chung là con này ngon dính hết. Ghi 3,2 triệu cơ. Nhưng mà thôi để cho bà con trên livestream là 2,7 triệu thôi. Trên YouTube. 2,7 triệu đúng không? iPhone 7 quốc tế 32GB máy xin dép 2,7 triệu. 2,7 triệu quá rẻ. Quá rẻ đấy nhỉ. Tiếp tục con gì đâu? Tiếp con 6 bài bát đây. Rồi. Lại cái bài bát cho bà con này. Chắc là bà con ra lại ngóng cái bài bát nhiều lắm đây. Sắp học online rồi nên là bài bát cần nhiều. Bài bát bao tiền? Thì con này bài bát là 64GB cơ. Rồi 64GB. Để cho bà con là 750.000. 750.000. 64GB. Bình thường trước thì có 700 thôi. Không, để cho bà con 700.000. 700.000 thôi. Vì sao là con này vô tình kính này. Đấy, nhưng mà không ảnh hưởng. Rồi. Đấy, đã phun màn vào được mà. Đã phun màn. Phun màn thì đẹp ngay mà. Đấy, vô tình kính thôi. Thế thôi, có còn gì đâu. Thôi. Tạm thời thôi. Bây giờ chú có bỏ máy ra anh không bán nữa vì nhiều quá rồi. Nhiều khi bà con xem loạn hết lên không biết chọn kèo nào vì nhiều kèo dẻo quá. Đấy, anh Chi cười phát nào. Ok, chào anh em nhá. Mày ngứa mồm à? Ô em à, dạo này khỏe không? Nó lắm gặp, em đây làm gì? Em mấy anh quen nhau à? Không. Thằng em nhà đâu ấy? À, em quê Hải Dương. Chỗ nào Hải Dương thế? Em ở Tứ Kỳ anh ạ. Tứ Kỳ à? Ô, thế anh biết Tứ Kỳ à? Không. Thế em đi đâu đấy? Em đi sửa điện thoại. Thế anh đi đâu? Anh đi nhổ răng. Nhổ răng thì anh vào đây làm gì? Anh thích.